và chúng đã bắt đầu. Cá sấu sông Nil dễ dàng vượt qua hà mã, chúng đang bơi lên thượng nguồn. Nhưng cơ thể của cá sấu được sinh ra để bơi qua vùng nước như vậy. Loài này nặng khoảng 2 cái tủ lạnh và được cho là loài bò sát nặng nhất trái đất. Chúng có thể bơi lên với tốc độ lên đến 35 km một giờ. Hà mã không thực sự biết bơi, chúng chỉ đi dưới đáy sông và nhảy lên từ bất kỳ tảng đá lớn nào mà chúng tìm thấy. Chúng có thể khép lỗ mũi bất cứ khi nào chúng muốn, có thể lướt một chút dưới nước nhưng không thể so sánh được với cá sấu. Con cá sấu lên đến bờ và bắt đầu chạy qua cánh đồng, nhưng tốt hơn là nên nhường chỗ. Con hà mã đang dần đuổi kịp. Nó tăng tốc trên địa hình bằng phẳng. Mặc dù rất lớn, nhưng hà mã có thể chạy nước rút nhanh hơn con người. Cá sấu chạy trước nhiều km, nhưng hà mã chạy bộ nhanh hơn. Hà mã đã vượt qua dải băng. Cuộc đua kết thúc. Bíp bíp. Xin chào trợ đất. Mày đang chạy trốn gì vậy? Chờ đã, đứng lại nào. Con sói đồng cỏ đó đang đuổi rất nhanh. Nó đang ở ngay phía sau đuôi của mày rồi đấy. Trợ đất lớn có thể chạy với tốc độ lên đến 32 km một giờ và thậm chí nhanh hơn khi đói. Không giống như những gì bạn thấy trong phim hoạt hình, sói đồng cỏ chạy nhanh gấp đôi trợ đất, nhưng phiên bản hoạt hình vui nhộn hơn. Ở làn thứ nhất, đến từ khu rừng rậm Nam Mỹ, đó là con lười chậm chạp. Và ngay bên dưới đó, ở làn thứ hai, chúng ta có một con ốc vườn điển hình. Và cuộc đua bắt đầu cho loài động vật chậm nhất trái đất. Với tốc độ tối đa của con lười là 0,3 km một giờ, không có gì lạ khi người ta gọi chúng là cái gối khổng lồ biết đi. À, là tôi gọi chúng như vậy đấy. Ốc sên đã có một khởi đầu tốt. Nó có thể chạy qua một khu vực nhỏ lần cận trong khoảng 1 tiếng. Sinh vật không xương này chỉ có một bàn chân, được bao phủ bởi một lớp chất nhờn để bảo vệ. Quá mờ để có thể nhìn, nhưng tôi nghĩ con lười vẫn ở nguyên chỗ cũ. Và bây giờ nó đang ngủ. Có thể nó sẽ ngủ trong suốt cuộc đua. Con lười có thể ngủ 15 tiếng mỗi ngày. Chúng ngủ trong hơn nửa cuộc đời. Và hãy nhìn kìa, ốc sên đã ra khỏi mảnh đất đầy nắng đó. Điểm đến tiếp theo là mảnh đất râm mát. Chả quá sớm để dự đoán, chúng ta sẽ phải đợi con lười tỉnh dậy để trở lại cuộc đua. Gấu xám có thể dễ dàng chạy vượt qua con người. Nếu bạn đang đi picnic và nấu món gì đó quá ngon, tốt hơn hết là bạn nên để lại bữa trưa của mình. Tốc độ chạy nước rút nhanh nhất của con người là 45 km một giờ. Tất nhiên, được thiết lập bởi Usain Bolt. Vì vậy, anh ấy có thể chạy trốn kịp lúc. Nếu bạn chậm hơn Bolt, mà hẳn là vậy rồi, thì bạn đang gặp rắc rối đấy. Trong cuộc đua nước rút một đối một giữa người và gấu xám, bạn luôn sẽ là bữa trưa của con gấu. Nhưng trong số tất cả các loài gấu, loài nào là nhanh nhất? Gấu Bắc Cực, gấu xám, gấu nâu, gấu chó và một chú gấu trúc dễ thương đáng yêu. Vào chỗ nào? Sẵn sàng! Chạy! Sự căng thẳng hiện hữu một cách rõ ràng. Gấu xám và gấu nâu đang bám đuổi nhau. Gấu nâu có thể chạy nhanh như gấu xám. Gấu chó là con gấu nhỏ nhất trong cuộc đua. Nó dài hoặc cao khoảng 2 mét. Sao cũng được. Nó chỉ đơn giản là không thể theo kịp. Gấu Bắc Cực đã có một khởi đầu tốt, nhưng tốc độ của nó không bằng gấu xám hoặc gấu nâu. Gấu xám dẫn đầu. Không phải, đó là gấu nâu. Bây giờ là gấu xám. Chờ đã, gấu trúc đâu rồi? Nó đang làm gì vậy? Tôi không nghĩ là nó biết mình đang chạy đua. Nhưng nó dễ thương đúng không? Nó vừa ăn xong chiếc gậy tre thứ ba. Một con gấu trúc có thể ăn tới 13 kg tre mỗi ngày. Đó là rất nhiều tre đấy. Nhưng nó đã bắt đầu. Nó tìm thấy đường tắt và đang lăn xuống ngọn đồi. Nó vượt qua gấu xám và gấu nâu. Cuộc đua kết thúc. Gấu trúc chiến thắng. Thật tiếc. Chúng ta đều biết gấu trúc không nhanh. Thực tế chúng là một trong những loài gấu chậm chạp nhất. Tuy nhiên, nếu thấy nó lăn xuống đồi về hướng bạn thì hãy chạy đi nhé. Máy bay Boeing 747 có tốc độ tối đa khoảng 1.000 km một giờ. Loài chim nhanh nhất là hải âu đầu xám. Chúng có thể bay với tốc độ lên đến 130 km một giờ và ở lại trên không khoảng 10 tiếng mà không cần hạ cánh. Chim cắt lớn nhanh hơn, nhưng chỉ khi chúng nhào thẳng xuống để lấy một ít đồ ăn mang đi thôi. Bồ câu cẩn thận nào. Wow. Máy bay lớn phải mất nhiều thời gian để bay lên không trung. Nhưng còn hải âu thì sao? Nó sẵn sàng và cất cánh chỉ sau vài giây. Nó đang dẫn đầu. Nhưng vài phút sau. Quay lại với cuộc đua chậm nhé. Con lười đã thức dậy. Tốt rồi. Nhưng cho đến nay, nó chỉ mới nhấc được cánh tay lên để chạm tới cành cây đó. Con ốc vườn vẫn đang cố treo qua tảng đá lớn. Con lười dành nhiều thời gian nằm bất động nhất có thể để không trở thành bữa sáng của ai đó. Đây không phải là kiểu luyện tập tốt cho một cuộc đua. Nhưng chờ đã, ứng viên thứ ba đã tham gia cuộc đua. Đó là loài rùa Galapagos. Hai chân trước mạnh mẽ của nó chống đỡ một thân hình như cái bể chứa vậy. Nó có tốc độ nhanh gấp 4 lần ốc vườn.
thú vị rồi đây. Chúng ta đã có một cuộc đua kéo dài cả thế kỷ. Con rùa đang chạy và vượt qua mọi chướng ngại vật. Không có gì có thể ngăn cản nó. Này, không được gian lận nhé con lười. Đừng thả cành cây từ trên đó xuống chứ. Sâu dưới lòng đất, chuột chũi đang bận rộn đào hang. Một con chuột chũi có thể ăn số lượng giun đất bằng trọng lượng cơ thể và có thể đào khoảng 5 mét một giờ. Con lửng Mỹ là loài động vật đào nhanh nhất thế giới và trên đất liền cũng nhanh một cách đáng kinh ngạc. Nó gần như có thể sánh với tốc độ của con người nếu may mắn. Nếu đối đầu, con lửng Mỹ sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua trong đường hầm khá dễ dàng. Thật không may, chuột chũi không thể nhìn thấy nó đang đi đâu. Loài này không bị mù nhưng có thị lực rất kém và bị mù màu. Chúng còn không thể đeo kính ở dưới đó. À, con báo kiều hãnh. Nó đang chạy nước rút qua thảo nguyên với tốc độ chóng mặt. Tôi là động vật có vú nhanh nhất trên cạn trong hàng triệu năm, tôi biết mà. Con báo đốm nhanh nhất được ghi nhận là vận động viên chạy nước rút tên là Sarah. Khi 11 tuổi, nó đã chạy được 100 mét trong chưa đầy 6 giây. Một con báo có thể chạy lên đến 130 km một giờ nếu thấy món ăn ngon. Sarah được nuôi dưỡng trong một vườn thú ở Mỹ và là một trong những con báo đốm đầu tiên có bạn là chó trong suốt thời gian trưởng thành. Alexa và Sarah mãi bên nhau bạn nhé. Nhưng bay phía trên Sarah là một con rơi nhỏ khiêm nhường và nó khiến Sarah trông thật chậm chạp. Loài rơi không đuôi Brazil có thể bay với tốc độ lên đến 160 km một giờ. Đây là động vật có vú nhanh nhất hành tinh. Bây giờ đã đến lúc thu nhỏ kích thước nào. Đầu tiên là bọ hổ Úc. Nó phóng về phía trước với tốc độ 10 km một giờ. Nghe có vẻ không nhiều, nhưng so với kích thước của nó thì đó là tốc độ nhanh như chớp, giống như một người chạy dọc theo một con tàu cao tốc vậy. Chạy ở làn bên trong là kiến bạc Sahara. Kiến có kỹ năng làm việc nhóm và mạnh nhất khi làm việc cùng nhau. Nhưng chỉ một con kiến cũng đã rất khỏe. Chúng có thể nâng một khối lượng gấp hàng trăm lần trọng lượng cơ thể và có thể chạy nước rút như không có ngày mai. Usain Bolt có thể đạt 4 sải chân mỗi giây, với kiến bạc là 50. Các nhà khoa học thậm chí còn phát hiện ra loài kiến nhỏ này thích phi nước đại khi đạt đến tốc độ tối đa. Ứng cử viên cuối cùng của chúng ta, động vật nhanh nhất trái đất. Không ai khác chính là con ve nhỏ này. Nó chỉ lớn bằng một hạt vừng. Nếu tính theo chiều dài cơ thể mỗi giây, loài động vật siêu nhỏ này vượt xa mọi loài khác trên hành tinh. Nó được cho là chạy nhanh gần gấp đôi bọ hổ và nếu có kích thước bằng con người, nó sẽ chạy nhanh hơn tốc độ âm thanh. Hãy quay lại với những loài chậm chạp nào. Chúng đã xong chưa nhỉ? Rùa dẫn đầu, ốc sen cuối cùng đã bò qua được tảng đá lớn và con lười thì đang đến nhánh cây thứ hai. Con rùa còn cách vạch đích 3 bước chân. Chà, tôi không thể nào hào hứng hơn nữa, nhưng tôi nghĩ mình có một thời gian cho một tách cà phê đấy. Bạn có biết rằng động vật nhìn thế giới khác với chúng ta không? Nghe này, chim bồ câu thật ra có tầm nhìn tốt hơn con người đấy. Điên nhỉ? Thế nên, hãy thử nhìn thế giới từ đôi mắt của động vật nhé. Hãy bắt đầu với loài rắn. Cách nhìn thế giới của chúng hoàn toàn khác với chúng ta. Chúng có các thụ thể nhạy cảm với tia hồng ngoại đặc biệt ở mõm. Điều này cho phép rắn nhìn thấy bức xạ nhiệt của động vật có vú máu nóng. Bây giờ, hãy chuyển sang loài bò. Những ông lớn này không thấy màu sắc tốt như con người. Chúng không thể nhìn thấy màu đỏ vì chúng không có các thụ thể cần thiết trong võng mạc để nhận biết màu đó. Vì vậy, chúng chỉ cảm nhận được các biến thể của màu xanh lam và xanh lá cây thôi. Ngoài ra, chúng không thích khi ai đó tiếp cận từ phía sau. Chúng có tầm nhìn gần như toàn cảnh và khu vực duy nhất chúng không thể nhìn thấy là đằng sau lưng. Vì vậy, nếu bạn đã từng lén theo dõi một con bò, hãy chắc chắn rằng bạn thông báo trước cho chúng nhé. Ngựa có một điểm mù ngay trước mặt do vị trí đặt mắt của chúng. Điều này có nghĩa là chúng không thể nhìn thấy mọi thứ ngay trước mặt. Ngoài ra, ngựa không nhìn thấy nhiều màu sắc như chúng ta. Cũng giống như bò, thế giới của chúng chủ yếu được tạo thành từ màu xanh lục, vàng và xanh lam. Tội nghiệp quá đi! Mắt cá có cơ quan thụ cảm tia cực tím và thấu kính hình cầu hơn mắt người. Điều này mang lại cho cá tầm nhìn gần như 360 độ. Đối với màu sắc, chúng có thể nhìn thấy tất cả những màu giống như con người chúng ta. Nhưng vì ánh sáng hoạt động khác dưới nước nên chúng gặp khó khăn trong việc phân biệt màu đỏ và các sắc thái của nó. Cá biển sâu có thể dễ dàng nhìn được trong bóng tối. Đỉnh phết đấy. Mặt khác, cá mập hoàn toàn không thể phân biệt được màu sắc, nhưng chúng nhìn rõ hơn nhiều ở dưới nước so với chúng ta. Chim có một số cách ngắm thế giới khá độc đáo. Không giống như người, chim có thể nhìn thấy ánh sáng cực tím. Điều này giúp chúng phân biệt giữa con đực và con cái trong loài của mình, cũng như định hướng tốt hơn trong môi trường xung quanh.
Ngoài ra, chúng rất giỏi tập trung. Ví dụ, chim ưng và đại bàng có thể tập trung vào một con chuột nhỏ trên cánh đồng trong khoảng cách 1 dặm. Chim bồ câu có thể nhìn thấy tất cả các chi tiết nhỏ. Vì vậy, nếu bạn cần tìm một vết nứt trên vỉa hè, chỉ cần hỏi nó thôi. Và nhân tiện, nó có tầm nhìn 340 độ. Và nhìn chung, tầm nhìn của chúng được gọi là tốt gấp đôi so với con người. Đấy, bạn thấy chưa? Quá là ghen tị với chim bồ câu nha. Côn trùng cũng có khả năng thị giác kỳ lạ chẳng kém. Ví dụ, ruồi có hàng ngàn cơ quan thụ cảm mắt nhỏ hoạt động cùng nhau để cung cấp cho chúng một bức tranh toàn cảnh về những gì đang diễn ra xung quanh. Hơn nữa, chúng nhìn thấy mọi thứ trong chế độ chuyển động chậm. Ngoài ra, chúng có thể nhìn thấy cả tia cực tím. Điều này giúp chúng giao tiếp. Ong có vấn đề riêng của chúng. Chúng không thể biết màu đỏ là gì. Đối với ong, nó trông giống như một màu xanh đậm. Dở thế cơ chứ. Giờ đến lũ chuột, những anh chàng nhỏ bé này cũng không thể nhìn thấy màu đỏ. Nhưng đó không phải là phần kỳ lạ nhất. Một trong hai mắt của chúng tự di chuyển, vì vậy chúng luôn nhìn thấy hai mảnh. Thật ngạc nhiên khi chuột không đâm nhiều vào tường nhỉ. Mèo không nhìn thấy các sắc thái đỏ hoặc xanh lá cây, nhưng chúng nhìn thấy các màu nâu, vàng và xanh lam rõ như lâu ly. Ngoài ra, mèo con có góc nhìn rộng. Vì vậy, mèo con được nhiều thứ ở hai bên hơn con người. Còn nữa nè, khi bên ngoài tối đen như mực, mèo trở nên giống ninja và có thể nhìn rõ hơn chúng ta gấp 6 lần. Đồng tử của chúng điều chỉnh rõ theo từng điều kiện ánh sáng như có ma thuật vậy. Giờ cùng nói về loài cún nha. Những người bạn lông lá này không thể nhìn thấy màu đỏ hoặc cam, nhưng màu xanh lam và tím thì được. Ngoài ra, chúng có thể phân biệt 40 sắc thái khác nhau. Ấn tượng phết nhỉ? Nhân tiện thì ếch rất kén ăn. Chúng thậm chí sẽ không bận tâm đến thức ăn nếu nó không di chuyển. Chúng có... Hai cậu báo trông thật dễ thương, có phải không? Bạn sẽ chẳng nghĩ một sinh vật với đôi mắt đáng yêu như ấy có thể làm hại bạn, nhất là khi trên TV hải cẩu luôn xuất hiện với hình ảnh tinh nghịch, thích nô đùa với con người. Nhưng hải cẩu báo là kẻ săn mồi đỉnh cao mà bạn không nên tin tưởng nhiều đến vậy. Nói cho cùng, chúng cũng được đặt tên theo lớp lông đốm đen, tương tự như bộ lông của báo đốm, nghĩa là chúng đứng đầu chuỗi thức ăn. Hiếm có loài động vật nào khác dám chống lại chúng. Tuy không phổ biến, nhưng đã có những trường hợp hải cẩu báo tấn công con người. Nhìn chung, loài này hung dữ hơn các loài hải cẩu khác. Và chúng không phải kiểu hòa đồng với các con khác. Thông thường, chúng thích ở một mình hơn. Khóe miệng hải cẩu báo lúc nào cũng nhướng lên, trông như thể chúng mỉm cười dễ thương. Vì chúng thích sống đơn độc, nên việc tìm bạn tình cũng khó khăn hơn. Do đó, chúng kêu lên để thu hút nửa kia. Đôi khi, chúng còn hát dưới nước nữa. Chó Dingo, khi thấy chó Dingo, có thể bạn sẽ cho rằng nó là một con chó bình thường ở trên đường. Nhưng hãy cẩn thận, chó Dingo có quan hệ họ hàng gần với chó sói hơn các loài chó khác. Chúng là loài động vật ăn thịt lớn nhất trên cạn ở châu Úc và là loài săn mồi đỉnh cao. Chó Dingo đuổi theo con mồi theo đàn. Khi phối hợp với nhau, chúng có thể chiến đấu với những con vật lớn như kangaroo đỏ. Chó Dingo thường tránh con người, nhưng nếu thấy chúng đi thành đàn thì bạn nên tránh đi là hơn. Ai mà không yêu gấu trúc chứ? Vì có vẻ ngoài dễ thương và ngây thơ nên chúng đã trở thành biểu tượng cho lòng tốt và hòa bình. Ngoài ra, loài này rất lười biếng vì hầu như lúc nào chúng cũng ngủ nghỉ và ăn trúc. Nghe thật yên bình, nhưng đừng dại mà gây sự với gấu trúc nha. Nếu bạn vô tình đi qua lãnh thổ của một con gấu trúc hoặc nó cảm nhận rằng bạn là mối nguy hiểm, nó có thể tấn công bạn. Loài này có hàm và móng vuốt chắc khỏe. Trong hầu hết các trường hợp, chúng khỏe hơn con người rất nhiều. Tuy chúng hiếm khi tấn công người, nhưng sẽ an toàn hơn nếu bạn biết rằng gấu trúc vô cùng yêu thích không gian yên bình của riêng mình. Cô ly chậm. Những con vật này chậm chạp đến mức ngay cả khi nguy hiểm đang đến gần, chúng cũng chỉ ngừng di chuyển và đừng để đôi mắt to tròn cùng cái mũi nhỏ xíu ấy đánh lừa. Sinh vật này tuyệt đáng yêu, nhưng vết cắn của nó có độc và sẽ mang đến nhiều rắc rối cho bạn đấy. Các nhà khoa học nói rằng cu ly chậm có xu hướng bắt chước rắn hổ mang. Đó là một trong số ít loài động vật có vú sở hữu nọc độc trong vương quốc động vật. Nhưng nọc độc của chúng không nằm trong miệng như đại đa số các loài động vật khác, mà nằm ở một tuyến mồ hôi trên cánh tay. Vì vậy, cu ly chậm không giống gấu bông dễ thương đâu, mà giống quái vật nhỏ chính hiệu.
Tương tự với gấu koala, tuy có vẻ ngoài hiền hòa nhưng chúng cũng sẽ tấn công bạn nếu cảm thấy bạn là mối đe dọa. Dẫu vậy, nhìn chung chúng không phải tuyết động vật nguy hiểm. Hầu như lúc nào chúng cũng vắt vẻo trên cây bạch đàn vì chúng ngủ tới 22 tiếng một ngày. Và nếu bạn vô tình gặp koala trong tự nhiên, có lẽ con vật sẽ chỉ trèo lên cao hơn để tránh bạn. Nhưng nếu nó cảm thấy bị đe dọa, khả năng cao nó sẽ dùng răng và móng vuốt để tự vệ. Thiên Nga không chỉ thanh tú và kiều diễm mà còn lãng mạn. Nhiều người liên tưởng Thiên Nga với tình yêu đích thực. Nhưng trong trường hợp này, tình yêu đem lại đau khổ vì Thiên Nga có thể tấn công bạn. Nếu cảm thấy bạn là một mối nguy hiểm tiềm tàng, chúng sẽ làm mọi thứ có thể để tự vệ và bảo vệ con non. Đầu tiên, chúng sẽ rít lên như mèo và vỗ đôi cánh lớn của mình. Đến lúc này, bạn nên chạy đi vì chúng có thể dùng cái mỏ chắc khỏe để kéo, cắn và dùng đôi cánh mạnh mẽ để đập bạn. Thú mỏ vịt, loài này trông hơi giống sinh vật thần thoại và là sự kết hợp của các loài động vật khác nhau. Hãy nhìn bàn chân có màng và mõm của nó. Chắc chắn là một con vịt phải không? Nó có bộ lông của rái cá và đuôi mái chèo giống của hải ly. Và khi chúng dùng bàn chân trước có màng bơi dưới nước, trông chúng mới duyên dáng làm sao. Nhưng khi đi lạch bạch trên cạn, trông chúng không duyên dáng lắm. Móng xòe ra giúp chúng đi lại dễ dàng hơn. Ngoài ra, con đực có nọc độc. Bạn có thể nhìn thấy ngòi sắc nhọn ở góc bàn chân sau của chúng. Và hãy nhớ rằng chúng dùng ngòi để phòng thủ. Ếch phi tiêu độc. Trước hết, khi so sánh với một con cóc có vẻ ngoài xù xì dữ tợn, thì loài ếch này trông quá đỗi xinh đẹp. Nhưng trên thực tế, cóc chỉ không ưa nhìn thôi, chứ không làm hại bạn. Không giống như ếch phi tiêu độc. Có hơn 100 loài ếch phi tiêu độc và mỗi loài trong số đó lại có mức độ độc khác nhau. Loài màu vàng là nguy hiểm nhất. Chỉ chạm vào thôi là 10 người sẽ bị hạ gục. Nhím có một vị trí đặc biệt trong trái tim của đại đa số mọi người. Nhưng sinh vật dễ thương này cuộn tròn như một quả bóng nhỏ và chạy thật hồn nhiên. Nhưng nó vẫn là một loài động vật gai góc. Chúng dùng gai nhọn để tự vệ khi cảm thấy nguy hiểm. Gai của chúng có thể đâm xuyên qua da bạn và tất nhiên là gây đau đớn. Thú ăn kiến. Với đôi mắt ấm áp, hiền lành, thú ăn kiến trông thật vô hại. Chúng thậm chí không có răng để tự vệ hay cắn chúng ta. Nhưng chúng có móng vuốt. Loài này chủ yếu dùng móng vuốt để kiếm ăn, nhưng chúng sẽ không ngần ngại dùng với bạn nếu cảm thấy bạn nguy hiểm. Ngoài ra, bạn có biết lưỡi của chúng có gai bao phủ không? Đúng, đó là công cụ chính để chúng lấy thức ăn. Và lưỡi của thú ăn kiến có thể dài tới 0,6 mét. Lưỡi dài và hẹp để chúng có thể dễ dàng thò xuống các không gian chật chội và tìm mối kiến để ăn. Cú không có vẻ ngoài đáng yêu, mang ngại ngùng và thông minh. Hơn nữa, bạn chẳng bao giờ biết được khi nào chúng chú ý tới bạn. Nhưng nếu bạn đến gần và tác động vào tổ của chúng, thì chúng sẽ nổi cơn thịnh nộ đấy. Cú có móng vuốt lớn và sắc nên hẳn bạn sẽ không muốn làm phiền chúng đâu. Và chúng có thể quay đầu 270 độ, nên kể cả khi bạn đến từ phía sau chúng, đừng nghĩ là chúng không thấy bạn. Tuy kangaroo không phải kiểu thích đi xung quanh gây sự, nhưng nếu bạn đối mặt với chúng, chúng cũng chẳng ngần ngại tự vệ và cho bạn thấy ai chiếm ưu thế đâu. Chúng có thể theo đuổi một người như thể họ là một con kangaroo khác. Cánh tay của chúng rất khỏe và có thể túm lấy bạn bằng bàn tay. Nhưng chuyện sẽ tệ hơn nhiều khi chúng dùng chân sau đá bạn. Hươu mang đến cảm giác êm đềm như trong một câu chuyện cổ tích bình dị. Nhưng hãy cẩn thận, con đực có sừng và có thể tấn công nếu bạn đến quá gần và khiến chúng cảm thấy bị đe dọa. Chúng cũng có thói quen dậm nát cây cỏ trong vườn của nhà dân và ăn những gì tìm thấy trong đó. Hươu có thể gây nguy hiểm cho vật nuôi ở sân sau của nhà dân, đặc biệt là chó. Nhìn cáo đỏ dễ thương như vậy thì sao có thể tấn công chúng ta phải không? Nhưng chúng có thể mang virus dại. Vì vậy, tốt nhất đừng tiếp xúc với chúng quá nhiều. Dù thường tránh con người, nhưng chúng cũng có thể trở nên hung dữ trước họ và một số con vật nhỏ. Loài này khá khó đoán nên hãy cẩn thận. Gấu mèo mang dáng vẻ thân thiện đáng yêu và dường như rắc rối duy nhất mà chúng mang lại là lật úp thùng rác của bạn. Nhưng không hẳn đâu, những con vật nhỏ bé này chắc chắn không ngại nhe răng khi cảm thấy có nguy hiểm, cho dù đó chỉ là bạn ra ngoài để kiểm tra xem có gì gây tiếng động trong thùng rác. Nhìn qua bàn chân nhỏ của bạn thức dậy với cái đầu nặng trĩu. Chiếc giường êm ái của bạn đâu rồi?
và tại sao bạn lại ngủ trên nền đất ẩm ướt và bẩn thỉu ở một nơi nào đó? Chờ đã, tất cả những thứ xung quanh bạn là gì vậy? Bạn đang ở trong khu rừng rậm sao? Gần đó có một chiếc ba lô đựng những thứ cần thiết như nước, bánh quy, kẹo và áo khoác. Nó chắc chắn là của bạn. Nhưng mà... Xin chào, làm thế quái nào mà mày đến được đây vậy? Chờ đã, áo khoác ư? Trời cực kỳ nóng, chắc chắn bạn sẽ không cần nó. Mà đây là đâu vậy? Những cây bụi đầy lá, cây cối rừng nhiệt đới rậm rạp. Chà, cứ giống kỷ Jura thế nhỉ? Bạn nhảy lên sợ hãi, nhìn xung quanh và chạy ra đứng dưới một bụi cây râm mát. Không phải là một lựa chọn hay và chắc chắn không phải là thời điểm tốt nhất để nhớ lại rằng bạn rất dở trong trò trốn tìm. Có một con vật khổng lồ trông rất kỳ lạ bước ra từ bụi rậm, nhìn chăm chăm vào bạn. Khủng long! Bạn hét lên, rung mình và che mắt lại. Đây không phải là những gì bạn mong đợi vào buổi sáng đâu. Đợi đã, khủng long thì không sủa. Bạn mở mắt ra, chắc chắn con vật đó đã lao vào bạn rồi. Nhưng bây giờ nó chỉ nhảy lòng vòng, vẫy cái đuôi, sủa và thè lưỡi. Và nó trông rất quen nữa. Đó là con chó sao? Bạn gần như hét lên nhẹ nhõm. Nó thật kỳ lạ, khủng long chó còn có thể là gì khác chứ? To, màu xám, nhiều lông, cực kỳ giống T-Rex nữa. Chân trước của nó thực ra là cánh tay nhỏ ngắn và cái mõm dài với những chiếc răng sắc nhọn đang chìa xuống chỗ bạn. Trong khi khủng long chó đang tắm cho bạn trong nước giải thì một con vật nữa chui ra từ bụi cây. Nó màu trắng, có lông, chân trước ngắn, đuôi dài màu xám đậm, đôi tai to kỳ lạ. Đó là khủng long thỏ. Hai con vật bắt đầu rượt đuổi và trêu đùa nhau. Mình có lú lẫn gì không ta? Khủng long chó cảm thấy chán nên chạy đến gần bạn, dụi đầu vào cánh tay bạn. Bạn nựng nó, trong khi vẫn tự hỏi không biết phải làm gì tiếp theo. Sẽ ra sao nếu con vật này trở nên khó chịu hoặc đói? Mình sẽ gọi nó là Max. Bạn lấy một cành cây rồi ném nó đi xa nhất có thể. Chà, ít nhất thì chuyện này đã kết thúc. Khủng long chó đã đi rồi và trong đầu bạn đầy những câu hỏi. Con vật đó đang làm gì trong khu rừng này? Còn những con nào khác sống ở đây nữa? Chúng có thân thiện như vậy không? Không mất nhiều thời gian để có câu trả lời, một âm thanh kinh hoàng lấp đầy tai bạn. Lần này bạn từ từ quay lại. Một sự ngạc nhiên nữa. Chỉ cách vài bước chân, một con quái vật to lớn đang nhìn bạn. Đôi mắt nó là đáng sợ nhất, mở to và nhìn thẳng vào bạn. Bạn nín thở. Có thể mọi chuyện sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng sau một lúc, bạn thở vào nhẹ nhõm. Đó chỉ là con ngựa vằn thôi. Chà, ngựa vằn khủng long. Những sọc đen trắng kỳ lạ trên một cơ thể vạm vỡ. Và wow, cái đầu nó dài quá. Đuôi nó thì không đùa được. Và phần sau được bao phủ bởi các tấm xương. Ngựa vằn khủng long bước tới một bước. Ngựa vằn, chúng chỉ ăn cỏ phải không nhờ? Hy vọng là con này cũng vậy. Để xem, có ba lựa chọn: chạy, nằm yên hoặc nựng con ngựa vằn khủng long khổng lồ. Chà, một con thú còn nhiều lông hơn nhảy ra từ bụi cây và cuộc đua bắt đầu. Đó có phải là tiếng cười khúc khích không? Tiếng cười lớn mới đúng chứ. Chờ đã, đó là con linh cẩu sao? Linh cẩu khủng long. Loài này có một trong những bộ hàm và chiếc cổ khỏe nhất. Thêm đặc điểm của khủng long nữa và sự kết hợp khá nguy hiểm đấy. Chỉ có một lựa chọn là chạy ngay đi thôi. Con ngựa vằn dường như biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn bắt đầu chạy, băng qua những bụi cây rậm rạp và vấp phải rễ của những cây cao trong rừng. Bạn nhảy, cúi đầu, chạy lắc léo và cuối cùng ra khỏi khu rừng, rồi đến biển rồi sao? Tuyệt quá, giờ bạn có thời gian để nghĩ về những gì vừa thấy. Kế hoạch là gì đây? Đại dương, cây cọ, mặt trời và cuối cùng là không khí biển trong lành. Bạn hít thở sâu và nhắm mắt lại. Yên lặng như tờ, những bàn chân khổng lồ nhẹ nhàng dẫm nát cỏ, tiếng vút lên của một chiếc đuôi thanh lịch. To lớn, xám xám, khỏe mạnh với những móng vuốt dài kinh khủng giấu trong đôi bàn chân to và mềm. Và cái đầu rất kinh luôn, bạn nhìn lại lần nữa, vẫn kinh khủng như thế. Nó trông giống một hộp sọ trụi lũi với hàm răng sắc nhọn và đôi mắt màu vàng ấm áp. Con vật này không hề quan tâm đến bạn. Nó cúi xuống, có vẻ sẵn sàng để vồ. Sau đó, mèo khủng long rên rừ rừ một cách lười biếng và bắt đầu liếm lông. Ít nhất
Nó không nghĩ bạn giống con chuột, cây gậy, quả bóng hay thùng giấy. Mèo thích những thứ kỳ lạ mà lị. Đột nhiên, bãi biển đầy những con cua đỏ khổng lồ. Có hàng trăm con nằm khắp nơi, duỗi thẳng những cái càng dài và sắc nhọn. Từ bao giờ cua có 10 mắt và 4 càng khổng lồ vậy? Cua khủng long thì có đấy. Bạn che miệng lại nhưng vẫn không chặn được tiếng hét. Bạn chạy trở lại rừng, tuy đó không phải là việc hay nhất. Lần này bạn chạy biến luôn và không ngoảnh lại. Mục tiêu duy nhất của bạn là không phải nghe thấy những tiếng kẹp khó chịu của cua khủng long nữa. Tuy nhiên, có gì đó khác lạ. Khu rừng rậm nhiệt đới đã thay đổi. Nó trông như đang biến hình. Không còn dây leo cũng như những chiếc lá to lớn kỳ lạ nữa. Không khí mát mẻ hơn và các lối đi rộng hơn một chút. Hình như giờ bạn đang ở trong rừng thì phải. Bạn bắt gặp một cánh đồng lớn với một hồ nước lớn thơ mộng ở giữa. Nơi hoàn hảo để sẽ phi. Nếu không bận tâm đến loài khủng long và cây cối có thể thay đổi hình dạng rõ rệt. Một tiếng hét bay vèo qua mặt hồ. Khá dễ để nhận ra con vật duyên dáng này, ngay cả khi màu sắc hơi khác. Đó là chú thiên nga khủng long màu xám có cổ hình chữ S. Nhưng nó đã có thêm một số điểm được nâng cấp. Mỏ nhọn như dao, móng vuốt lớn và khỏe. Đôi mắt trông như có thể nhìn thấy một bữa ăn ngon cách xa hàng cây số. Chà, bạn không phải là một con cá, thế nên có lẽ bạn sẽ ổn thôi. Ngoài điều đó ra thì hồ nước rất đẹp. Loa kèn nước to bằng cái bàn, mọc khắp nơi, hoa loa kèn khổng lồ. Ộp ộp, tuyệt quá, giờ là ớt khủng long. Một con rất to nhảy lên khỏi mặt nước và hạ cánh như ninja trên bông loa kèn. Nó trông giống một tảng đá khổng lồ được bao phủ bởi lớp da sần sùi màu xám đậm. Không có chàng hoàng tử quyến rũ nào trốn trong đó đâu. Không thể nào. Bạn trốn sâu một bụi cây khổng lồ. Con ếch đó có cái lưỡi to khủng khiếp. Ngay cả chiếc lưỡi đó cũng không thể cứu nó khỏi những gì đang diễn ra đằng sau. Cái đầu lơ lửng của một con cá sấu khủng long khổng lồ. Nó trông giống cá sấu thông thường, chỉ khác là lớn hơn nhiều thôi. Như kiểu cá sấu bình thường là chưa đủ đáng sợ ấy. Ếch khủng long nhảy xuống nước và bắt đầu bơi đi bằng đôi chân sâu khổng lồ. Cuộc rượt đuổi đang diễn ra và rất nhanh sau đó cả hai đều biến mất dưới mặt nước. Rất hy vọng anh chàng ếch còn sống. Bạn cảm thấy tội nghiệp cho nó nhưng không có thời gian để nghĩ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển. Điều này không bao giờ là tốt cả. Và cái cây gần bạn ngã xuống. Nó trông giống một chiếc thuyền úp ngược. Đó là gì vậy? Ôi, rùa khủng long. Anh chàng này cần phải giảm nốc cà phê và thành protein thôi. Tiếng vo ve đó là gì vậy? Càng lúc càng to. Có hai điều thôi. Một là tiếng động đó nghe như tiếng con ong. Hai là làm ơn hãy là con có kích thước bình thường. Nhưng thay vì là con côn trùng biết bay nhỏ bé, thì con ong bạo chú có kích thước bằng con người đáp xuống mai của con rùa khổng lồ. Nó có chân giống vận động viên cử tạ và râu trông rất sắc. Nếu chỉ có một con thì không sao cả. Hy vọng thế. Bỗng từ đâu, bạn nghe thấy một tiếng la kinh hoàng. Làm ơn cho nó dừng lại đã. Một cái bóng khổng lồ bao phủ mặt đất và bạn nhìn lên. Khủng long chim kìa. Những con này thực ra có cái tên chính thức đấy. Nhưng bạn không biết nó là gì. Bạn chỉ nhìn thấy bộ lông màu xanh đỏ, cái mỏ sắc nhọn đầy răng sắc hơn. Và cái gì đang rơi ra từ đôi cánh của nó vậy? Con chim nhìn thấy ong khủng long và sa xuống để chộp lấy bữa ăn nhẹ giữa ngay. Nhưng con ong lại nấp dưới mai rùa, nhanh trí đấy. Có điều gì đó nói với tôi rằng tôi sẽ không nhanh hay thông minh như vậy nếu chuyện này xảy ra với tôi. Có khi tôi lại... Rồi, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Đôi mắt đen đáng sợ của nó thấy bạn từ xa. Bạn lùi lại một bước ngắn. Cho đến giờ, chưa có con vật nào khác thấy bạn cả. Rắc, một cành cây dưới chân bạn bị gãy. Và đột nhiên, hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía bạn. Tò mò, giận dữ và thèm thuồng. Quay lại lựa chọn một là chạy. Bạn đang chạy nhanh nhất có thể, nhưng mọi thứ dường như vô vọng. Bạn đến một vách đá lớn, có một con sông ở phía dưới. Bạn nhắm mắt lại và nhảy. Bùm, toàn thân bạn rung như cày sấy. Bạn mở mắt ra. Bạn tỉnh rồi, tất cả chỉ là cơn ác mộng thôi, phải không? Đúng vậy chứ. Con lười có thể nín thở lâu hơn cả heo. Đúng vậy, khó tin nhưng là thật đấy. Chúng làm chậm nhịp tim đến mức có thể ở dưới mặt nước tới 40 phút. Không giống như cá, cá heo và cá voi là động vật thủy sinh có vú, có nghĩa là chúng không thể thở dưới nước.
Khi nói về việc thở, chúng giống với con người hơn là cá. Cả hai loài này đều có phổi và chúng hít thở không khí qua một bộ phận mà chúng ta gọi là lỗ phun nước. Khi ở dưới nước, chúng nín thở cho đến khi ngoi lên tiếp xúc với không khí. Cá heo có thể ở dưới nước trong 10 phút, cá nhà táng có thể nín thở trong 90 phút, trong khi hải cẩu voi giữ kỷ lục khi nói đến các loài động vật thủy sinh có vú và có thể ở dưới nước trong 2 tiếng mà không cần phải ngoi lên. Có một loài ong bắp cây rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều kích thước thường thấy của chúng, nhỏ hơn cả amip, mặc dù amip chỉ được tạo thành từ một tế bào. Bạn có thể thấy loài ong bắp cây này có các bộ phận cơ thể giống với những loài bọ khác như cánh, não, mắt và phần còn lại. Nhưng chúng là phiên bản côn trùng rất nhỏ bé vì chỉ dài 0,2mm. Và loài côn trùng trưởng thành nhỏ nhất mà chúng ta biết là một loài ong bắp cày ký sinh nổi tiếng, còn được gọi là ruồi tiên. Con đực không có cánh, chúng bị mù và chỉ dài 0,13mm thôi. Không phải ngẫu nhiên mà mỗi loài động vật lại có màu sắc và hoa văn khác nhau. Một trong những lý do đó là giúp chúng nổi bật khi tìm kiếm bạn tình tiềm năng hoặc gửi cảnh báo đến những loài săn mồi rằng chúng có độc và hy vọng loài ấy sẽ nhận được đúng thông điệp. Tiếp theo, có những loài săn mồi phục kích như hổ. Điều rất quan trọng là chúng phải luôn tàng hình bởi vì sự khác biệt là rất lớn. Nếu con mồi của chúng nhìn thấy chúng trước khi chúng đến được đó thì không có bữa tối nào cho đêm ấy cả. Nhưng chính xác thì tại sao hổ lại có màu cam? Tôi vui vì bạn đã hỏi thế đấy. Đối với chúng ta, màu cam là màu được sử dụng cho những thứ cần phải dễ nhìn thấy, ví dụ như áo bảo hộ hoặc cọc tiêu giao thông. Đối với mắt người, màu cam sẽ nổi bật trong môi trường. Vì vậy, nếu có một con hổ đến gần bạn, bạn sẽ phát hiện ra nó tương đối dễ dàng. Nhưng con người có thị lực 3 màu cơ bản. Khi ánh sáng từ môi trường xung quanh đi vào mắt bạn, nó sẽ chiếu vào võng mạc, một lớp mỏng nằm ở phía sau. Để xử lý ánh sáng đó, võng mạc dùng hai loại thụ quan ánh sáng, hình que và hình nón. Loại hình que chỉ có thể phân biệt được sự khác nhau về ánh sáng và bóng tối. Chúng không cảm nhận được màu sắc. Đôi mắt của chúng ta chủ yếu dựa vào tế bào hình que khi ánh sáng mờ. Các tế bào hình nón phụ trách cảm nhận màu sắc. Con người chủ yếu có 3 loại tế bào này: màu xanh lá, xanh lam và màu đỏ. Đó chính xác là lý do chúng ta gọi thị giác của mình là 3 màu. Hầu hết con người nhìn thấy 3 màu cơ bản và những màu kết hợp giữa 3 màu này. Vượn người và một số loài khỉ cũng có kiểu thị giác như vậy. Nhưng hầu hết động vật có vú sống trên cao bao gồm mèo, ngựa, hươu, nai và chó có thị giác lưỡng sắc. Võng mạc trong mắt chúng có hình nón chỉ với 2 màu, xanh lục và xanh lam. Khi con người chỉ lấy thông tin từ các tế bào hình nón màu xanh lá và xanh lam, họ bị xem là mù màu, vì ví dụ như họ không phân biệt được sự khác biệt giữa các tông xanh lục và đỏ, tương tự như động vật có vú sống trên cạn. Hươu chắc chắn là con mồi thường xuyên của hổ hơn con người, và hươu không thấy hổ có màu cam mà là màu xanh lá. Hổ màu xanh lá chắc chắn sẽ khó phát hiện hơn, như vậy có nghĩa là bữa tối cho hổ sẽ đẫm thịt hơn. Nhưng sự tiến hóa vẫn quyết định chọn màu cam, vì đơn giản là tạo ra màu này dễ hơn. Động vật có vú màu xanh lá duy nhất là con lười, nhưng bộ lông của chúng không có màu tự nhiên, mà là do có tảo phát triển trong đó. Và loài này có thể nín thở trong 40 phút. Nước xung quanh các cực có thể rất lạnh vào những khoảng thời gian nhất định trong năm. Có rất nhiều loài cá sống ở đó, nhưng khi nước lạnh, chúng cần phải bơi đi để tồn tại. Tuy nhiên, có một nhóm cá đặc biệt có nguồn gốc từ Nam Đại Dương gần Nam Cực. Nhiệt độ đó là từ âm 2 độ đến âm 4 độ C, về cơ bản là dưới mức đóng băng, nhưng tất cả lượng muối hòa tan trong nước biển khiến nước không bị như vậy. Và loài cá trên có thể sống được là do chúng có một chất đặc biệt gọi là glycoprotein. Chất này giúp chúng sống được vì nó có tác dụng như một loại chất chống đông tự nhiên. Đó là một loại protein ngăn chặn tất cả các tinh thể băng hình thành trong máu của loài này và giúp máu luôn lưu thông bình thường. Bạn đã bao giờ thắc mắc những loài động vật nhỏ bé như kiến thở như thế nào chưa? Thử mở miệng và cổ họng của bạn ra, nhưng đồng thời giữ yên phần ngực và cơ hoành. Cơ hoành là một cấu trúc cơ ngăn cách ngực với khoang bụng và có ở tất cả các loài động vật có vú. Bộ phận này mở rộng khi bạn thở. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ không thể nín thở vì oxy vẫn sẽ tìm đường đi vào phổi. Ít nhất là đủ để đáp ứng cho nhu cầu của cơ thể. Nhưng nhìn chung, khi bạn thở, cơ hoành sẽ tự bơm không khí vào và ra khỏi cơ thể bạn. Để sống mà không cần cơ hoành làm như vậy, bạn cần nhiều hơn một cổ họng và một cơ thể nhỏ hơn. Kiến có 9 hoặc 10 cặp lỗ dọc theo hai bên cơ thể nhỏ bé của chúng và được gọi là lỗ thở. Mỗi lỗ được kết nối với nhiều ống phân nhánh,
đó là một hệ thống tương tự như phổi người. Máu của kiến không mang oxy từ các ống đó đến phần còn lại của cơ thể. Thay vào đó, các ống này phân phối oxy. Đầu của các nhánh này trực tiếp chạm vào màng tế bào của chúng. Việc này chỉ hiệu quả những động vật rất nhỏ. Khi cơ thể lớn hơn 2cm, các ống này quá dài nên không thể khuếch tán không khí đủ nhanh. Có một số lý do giải thích tại sao hươu cao cổ có cổ dài. Nhân tiện, chúng có thể cao tới 2m. Thoạt nhìn có vẻ như sự tiến hóa đã cho chúng cổ dài để với tới những chiếc lá cây ngon ngọt nhất ở trên cùng. Đó là quyền truy cập độc quyền mà các loài động vật khác chỉ có thể mơ ước mà thôi. Vì vậy, hươu cao cổ không phải cạnh tranh để có được những miếng ăn ngon nhất. Nhưng qua thời gian, các nhà nghiên cứu nhận ra đó không phải là lý do duy nhất. Họ cho rằng cổ dài có thể là một đặc điểm có lợi khi hươu cao cổ được giao chiến, giống như linh dương đực sẽ sử dụng sừng hoặc hươu được dùng gạc vậy. Cổ càng dày thì cơ hội thắng sẽ càng lớn. Một số loài côn trùng giả vờ chết khi có kẻ săn mồi gần đó. Ví dụ, trong một nghiên cứu, các nhà khoa học đã quan sát thấy một con côn trùng có ấu trùng antlion. Nó giả chết trong 61 phút, sao việc này lại có tác dụng? Bây giờ, giả sử bạn đang ở trong một khu vườn nơi bạn nhìn thấy rất nhiều bụi cây giống hệt nhau có quả mềm. Bạn đi đến bụi cây đầu tiên, bắt đầu lượm lặt và ăn trái cây. Ngon quá, việc này rất đơn giản và bạn đang làm tương đối nhanh. Nhưng khi bạn bứt hết bụi cây đó, sẽ khó tìm được thêm trái cây, cộng với việc sẽ hơi mệt vì bây giờ mất nhiều thời gian hơn so với lúc đầu. Vì vậy, bạn cần quyết định xem có nên ở lại đó và cố gắng tìm thêm hay đơn giản là chuyển sang bụi khác để mọi việc lại dễ dàng và nhanh chóng hay không. Giả sử bạn là kẻ săn mồi, và kẻ săn mồi thường rất tham lam, bạn sẽ tìm mọi cách để ăn càng nhiều trái cây càng tốt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Có nghĩa là bạn sẽ tiếp tục và bắt đầu bứt trái cây từ bụi khác, rồi bụi khác. Các nhà nghiên cứu áp dụng cùng một logic khi nói đến ấu trùng của chim và antlion. Có vẻ như côn trùng lãng phí thời gian của kẻ săn mồi khi giả chết, và việc này ảnh hưởng đáng kể đến cách mọi thứ diễn ra tiếp theo. Bằng cách đó, chúng khuyến khích kẻ săn mồi tìm kiếm thức ăn ở nơi khác, vì kẻ săn mồi không có nhiều thời gian để lãng phí. Vì vậy, giả vờ chết thực sự là một cách hay để sống sót. Tùy thuộc vào loài mà chim non trải qua từ 10 đến 30 ngày ở trong trứng. Không có không khí bên trong, nhưng mẹ thiên nhiên đã tạo ra một cơ chế hoàn hảo để chúng vẫn có thể thở. Khi gà con lớn lên bên trong trứng, chúng sẽ phát triển một loại cấu trúc rỗng giống như cái túi từ ruột. Bộ phận này giống như một cái túi nhỏ kết hợp với một lớp màng thứ hai bao quanh gà con và lòng đỏ của nó. Cùng với nhau, chúng tạo thành một loại màng đặc biệt, màng chorioallantoic, một đầu bám vào gà con, trong khi đầu kia gần với bề mặt bên trong của vỏ trứng. Bằng cách đó, lớp màng đặc biệt này có tác dụng như mô phổi giúp kết nối thế giới bên ngoài với hệ tuần hoàn của gà con. Hầu hết các loài động vật đều có hai mắt, nhưng một số loài cần nhiều hơn thế. Ví dụ, một số loài bò sát, loài lưỡng cư và cá có con mắt thứ ba trên đỉnh đầu. Đó không phải là bộ phận giúp cải thiện thị lực nhiều, mà chỉ đơn giản là giúp chúng điều hướng thông qua ánh sáng mặt trời và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Nhiều động vật không có xương sống có nhiều hơn hai mắt. Hầu hết các loài nhện đều có 8 mắt vì nhờ đó, chúng có thể phát hiện con mồi dễ dàng hơn. Sư tử, chó, mèo, tất cả những loài động vật có vú này đều ngủ trong tư thế khá thoải mái. Nhưng cá voi thì không. Chúng trông giống như những ổ bánh mì khổng lồ đang trôi. Đó là cảnh một thợ lặn tình cờ thấy được ở vùng biển Caribe. 6 con cá voi đang đứng thẳng với đuôi chĩa xuống độ sâu khoảng 20 mét bên dưới mặt biển. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng khi cá nhà táng chợp mắt, chúng sẽ giữ nguyên tư thế này trong 10 đến 15 phút. Chúng không thở hay cử động. Nhưng những sinh vật này chỉ dành 7% thời gian để ngủ, ít hơn nhiều so với các loài động vật có vú khác. Thông thường, chúng hoặc nghỉ ngơi yên bình trong nước, hoặc thư giãn và bơi chậm rãi bên cạnh các loài động vật biển khác. Khi chúng di chuyển và ngủ cùng một lúc, thực ra chúng chỉ chợp mắt. Loài động vật này không thể lặn quá sâu mà cần phải ở gần bề mặt. Cá mập trắng lớn ngủ và săn mồi ở độ sâu lớn hơn. Điều này giúp cá voi ít lo lắng hơn trong khi chợp mắt. Thêm vào đó, càng xuống sâu thì nhiệt độ của nước biển càng lạnh và cá voi cần môi trường ấm hơn để có thể giúp chúng duy trì nhiệt độ cho cơ thể to lớn của mình. Khi ở một mình, cá heo bước vào giai đoạn ngủ sâu. Việc này thường xảy ra vào ban đêm và mỗi lần chỉ kéo dài vài tiếng. Trong khi ngủ, cá heo nổi trên bề mặt. Chúng đóng nửa bộ não bên này cùng với con mắt bên kia.
Nửa còn lại ở mức độ cảnh giác thấp, nghĩa là vẫn tỉnh táo và sẵn sàng phản ứng nếu có một vị khách không mời nào đó đến gần. Phần não còn thức cũng gửi tín hiệu báo cho các cá heo biết đã đến lúc phải ngoi lên mặt nước để hít thở không khí trong lành. Những động vật biển có vú sẽ có lỗ phủ nước. Đó là một lớp da mà chúng có thể đóng mở bất cứ khi nào chúng muốn. Con người tự động thở, cơ thể bạn biết nó cần phải làm gì ngay cả khi bạn đang ngủ. Nhưng cá voi và cá heo có hệ thống thở tự giác, nghĩa là chúng cần phải bơi lên bề mặt một cách có ý thức để lấy không khí. Và một phần não của chúng cần phải luôn tỉnh táo để thông báo cho chúng biết đã đến lúc bơi lên. Cá voi và cá heo có thể nín thở lâu hơn các loài cá khác. Chúng cũng có khả năng chịu đựng nồng độ carbon dioxide cao hơn và có thể lấy nhiều không khí hơn. Các tế bào hồng cầu của chúng cũng lưu trữ nhiều oxy hơn. Máu của cá voi và cá heo chỉ đi đến những bộ phận thực sự cần oxy. Nếu trong một lúc nào đó, cá voi chỉ sử dụng não, tim, vây hoặc một số cơ cần thiết để bơi, thì đó cũng sẽ là những bộ phận duy nhất nhận được oxy. Hệ tiêu hóa hoặc các chức năng khác phải đợi. Đại dương không phải là nơi bạn có thể thư giãn và chìm vào giấc ngủ yên bình. Trong khi ngủ, cá giảm các hoạt động của mình. Sự trao đổi chất của chúng sẽ chậm hơn. Một số loài cứ nổi ở cùng một chỗ. Những loài khác tìm một nơi an toàn hơn giữa rạn san hô hoặc trong bùn đất. Vào giai đoạn đầu đời, cá heo học cách phát tiếng kêu độc đáo để giúp những con khác trong đàn nhận ra chúng. Nghĩa là những tiếng kêu đặc biệt này là tên của chúng. Và cá heo có đáp lại các âm thanh này. Ngao có chân, trông giống như một chiếc lưỡi lớn thỉnh thoảng thè ra khỏi vỏ, nhưng thực ra đó là bàn chân. Và bộ phận này tương đối dài so với chiều dài cơ thể của ngao. Loài này sử dụng cái chân này để tự đào cát. Cá voi xanh là loài động vật còn sống lớn nhất và cũng lớn hơn phần lớn các loài khủng long trước đây. Chúng có thể phát triển tới chiều dài hơn 30 mét và trọng lượng gần 200 tấn, tương đương 50 con voi trưởng thành. Chỉ riêng lưỡi của cá voi xanh cũng có thể nặng hơn cả một con voi. Với cơ thể khổng lồ như vậy, chắc chắn chúng cần ăn rất nhiều, khoảng nửa triệu calo chỉ trong một lần. Trái tim của cá voi xanh lớn bằng một chiếc ô tô nhỏ và nặng 590 kg. Để đưa máu đi qua một cơ thể to lớn như vậy, nhịp tim của loài này đập mạnh đến mức bạn có thể nghe thấy ngay cả khi ở cách xa 3 km. Trái tim của cá voi chỉ đập 8 đến 10 lần mỗi phút. Đây là một trong những sinh vật ồn ào nhất. Tiếng kêu của chúng có thể đạt đến 180 decibel, tương đương với tiếng của máy bay phản lực. Gần 95% cơ thể của sứa được tạo thành từ nước. Để so sánh thì cơ thể con người có khoảng 60% là nước. Điều này có lẽ không có gì ngạc nhiên, bởi vì sứa không có tim, máu, mắt hoặc não. 5% trọng lượng cơ thể còn lại của sứa là protein, các cơ và tế bào thần kinh. Loài sứa đã tồn tại từ hơn 500 triệu năm trước. Điều này khiến chúng còn già hơn cả khủng long. Sinh vật này không thay đổi gì nhiều. Và loài sứa ngày nay khá giống với tổ tiên của chúng. Sứa sống trong đại dương, nhưng vào năm 1991, hơn 2.000 polyp sứa đã được đưa vào không gian. Các nhà khoa học muốn xem chúng sẽ phản ứng như thế nào trong môi trường không có trọng lực. Chúng đã sinh sản và tạo ra khoảng 60.000 polyp mới. Nhưng thật không may, chúng không thể hoạt động bình thường sau khi trở lại trái đất. Có một loài sứa thực sự có thể sống bất tử. Khi lớn lên, sinh vật này sẽ lặn xuống dưới đáy biển để một lần nữa trở lại là polyp. Và polyp này sẽ trở thành một con sứa mới với bộ gen tương tự. Cá mập Greenland có thể sống tới 500 năm. Đây là loài động vật có tuổi thọ gần như lâu nhất trong số các loài động vật có xương sống. Cá nhà táng là sinh vật rất gần gũi. Cuộc sống của chúng gắn liền với gia đình. Loài vật này hỗ trợ lẫn nhau và có những người bạn thân mà chúng nhớ rất rõ, ngay cả khi không gặp nhau trong một thời gian dài. Lươn điện có mắt nhỏ nên hoạt động không hiệu quả trong môi trường không có ánh sáng. Vì vậy, nó chủ yếu dựa vào các cơ quan phát điện của mình với khoảng 6.000 tế bào. Lươn sử dụng tế bào này tích trữ năng lượng, tương tự như pin vậy. Sinh vật này sử dụng điện giống như rơi sử dụng radar hoặc cá heo dùng sonar. Một con lươn cũng có thể tạo ra đủ điện để cung cấp cho một bảng bóng đèn tròn. Có một loài cá mang rổ nhỏ ở vùng nhiệt đới có thể học cách nhận dạng khuôn mặt người. Loài cá này có một khả năng thú vị là phun ra những tia nước nhỏ từ miệng. Các nhà nghiên cứu đã cho một con cá mang rổ xem hình ảnh của hai khuôn mặt khác nhau đặt cạnh nhau. Một hình của một người lạ và một của người quen. Con cá được mong đợi là sẽ phun nước vào người quen và nó đã đoán đúng hơn 80% số lần.
hàng năm vào mùa đông, cá mập trắng lớn sống dọc theo bờ biển California lại biến mất. Cứ như thể chúng đi nghỉ mát trong 30 đến 40 ngày vậy. Loài động vật này đi đến một nơi nằm giữa Hawaii và Mexico. Có thể chúng làm như vậy để kiếm thức ăn, thư giãn hoặc gặp gỡ bạn bè từ các khu vực đến. Địa điểm này hiện nay được gọi là tiệm cà phê cá mập trắng. Một số loài cá mập như cá mập Marco, cá mập voi hoặc cá mập trắng thở theo một cách rất đặc biệt. Việc này đòi hỏi chúng luôn phải bơi. Chúng cũng cần phải di chuyển nhanh chóng, đồng thời mở miệng. Bằng cách này, oxy có thể đi vào và đến màng của chúng. Bọt biển là một trong những loài động vật lâu đời nhất trên hành tinh. Loài này bất động, không có miệng, mắt, xương, não, tim, phổi hay bất kỳ cơ quan nào khác. Tuy nhiên, chúng vẫn sống được. Có một loài động vật được gọi là kỳ lân biển. Xương của chúng thực ra là một chiếc răng và có thể dài tới 3 mét. Lân biển hay còn gọi là bò biển là họ hàng xa của voi. Trọng lượng của chúng có thể lên tới 450 kg. Sinh vật này ăn chay và mỗi ngày cần ăn một lượng bằng khoảng 10% tổng trọng lượng cơ thể. Như vậy là rất nhiều salad hải sản nhé. Trong một số trường hợp, lợn biển chia sẻ không gian sống với cá sấu, nhưng chúng khá hợp nhau. Bạn thậm chí có thể tìm thấy một bức ảnh chụp ở Florida, trong đó một con cá sấu cưỡi trên lưng một con lợn biển. Cá ếch có những chiếc vây đặc biệt giúp sinh vật này có thể đi dọc bãi cát. Bộ phận này rất hữu ích ở những vùng nước nông. Rất khó để nhìn thấy cá dao cạo, nhưng một khi gặp chúng, bạn chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Đầu của loài này chiếm hơn 40% cơ thể. Cua không muốn mất thời gian cho những thủ tục như đút thức ăn vào miệng. Đó là lý do tại sao chúng nếm thức ăn bằng chân. Đây là nơi có gai vị giác. Cự đà biển là loài thằn lằn duy nhất trên hành tinh chúng ta thích dành thời gian ở dưới đại dương, mặc dù chúng chủ yếu sống trên đất liền. Đây là loài động vật ăn cỏ, kiếm ăn ở vùng nước nông và bơi như rắn. Cự đà sử dụng móng vuốt dài để bám chặt vào đáy biển khi cần ăn cỏ. Rùa xanh có thể đi được 12.250 km khi di cư. Chúng cố gắng tìm ra một môi trường hoàn hảo để đẻ trứng. Chim cánh cụt di chuyển kiểu như bay khi ở dưới nước, với tốc độ lên tới 40 km một giờ. Hơn 500 triệu năm trước, tôi nghe nói thế thôi chứ lúc đó tôi chưa sinh ra. Giun biển sâu dưới đại dương và con người có chung một tổ tiên. Bộ gen của chúng ta giống loài này và cũng như giống sao biển, mực và bạch tuộc đến 70%. Đại dương chiếm hơn 70% diện tích của hành tinh chúng ta và hơn 80% trong số đó chưa được khám phá. Có hơn 1 triệu loài sinh sống ở đó. Nhưng không chỉ có động vật mà còn có 3 triệu con tàu đắm đang nằm dưới đáy đại dương, ẩn chứa những câu chuyện bí ẩn. Nhiều chiếc trong số đó cũng chưa được khám phá.